Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 96 ngày 15 chứng nhân mọi lúc. Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 1 đến câu 8. Câu ghi nhớ Công vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 8. Bản truyền thống hiệu đính. Tại sao quý vị ở đây lại không thể tin rằng Đức Chúa Trời khiến người chết sống lại? Tại sao quý vị ở đây lại không thể tin rằng Đức Chúa Trời khiến người chết sống lại? Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 1 đến câu 8. Kinh Thánh Tân Ước trang 145. Công vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 1 đến câu 8. Bấy giờ vua Agrippa biểu Phaolô rằng: "Ngươi được phép nói để chữa mình." Phaolô bèn giơ tay ra chữa cho mình như vậy. "Tâu vua Agrippa, tôi lấy làm may mà hôm nay được gỡ mình tôi trước mặt vua về mọi điều người Giuđa kiện tôi, nhất là vì vua đã rõ mọi thói tục người Giuđa và cũng biết sự cãi lẫy của họ. Vậy xin vua hãy nhịn nhục mà nghe tôi. Cách ăn nết ở của tôi từ lúc trẻ tuổi, nơi giữa bổn quốc tôi và tại thành Jerusalem, thì mọi người Giuđa đều biết cả. Ví bằng họ muốn làm chứng về việc này thì biết từ lâu ngày rồi tôi là người Pharisee theo phe đó, rất là nghiêm hơn trong đạo chúng tôi. Hiện nay tôi bị đoán xét vì trông cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi, lại 12 chi phái chúng tôi lấy lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời cả đêm và ngày mà trông đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giuđa kiện cáo. Ủa nào, các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao?" Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 8. Ta tô màu câu ghi nhớ nha. "Ủa nào, các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao?" Chúng ta đọc câu ghi nhớ ra được tô màu nha. "Ủa nào, các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao?" Trong phần tìm hiểu, em điền vào các chỗ trống cho hoàn chỉnh câu Kinh Thánh nhé. "Hiện nay tôi bị..." Câu số 6. "Hiện nay tôi bị đoán xét vì trông cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi." Tôi bị đoán xét. Vì trông cậy lời Đức Chúa Trời. Trông cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi. Tổ phụ là ông bà, những người lớn tuổi thế hệ trước của mình. Tổ phụ chúng tôi. Lại 12 chi phái chúng tôi. 12 chi phái chúng tôi lấy lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời. Thờ phượng Đức Chúa Trời. Cả đêm và ngày mà trông đợi lời hứa ấy được trọn. Trông đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giuđa kiện cáo.
Tôi bị người Juda kiện cáo câu hỏi cho những người lãnh đạo tại phiên tòa là khởi điểm cho lời chứng về Chúa Giêsu mà ông Phaolô được Đức Chúa Trời giao phó trên đường đi Đa Mách. Dù sứ đồ Phaolô bị bắt, ông được tự biện hộ, có nghĩa là giải thích để binh vực cho chính mình đó, để thoát khỏi án tù. Nhưng trọng tâm của cuộc đời ông vẫn là làm chứng nhân cho Chúa Giêsu trước mặt vua quan, thì ông vẫn nói về Chúa Giêsu để giảng về tin lành của Chúa cho mọi người. Cơ đốc nhân dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng không quên mục đích là làm chứng về Chúa. Em kể những cơ hội Chúa cho để em giới thiệu Chúa Giêsu cho những người chung quanh em. Ví dụ như mình đi học, mình gặp bạn bè mình nè. Hoặc là có ai đó hỏi về đạo tin lành của mình như thế nào, hay là nhân dịp Giáng sinh mình mời bạn đi nhà thờ để dự Giáng sinh. Khi Giáng sinh đến thì bạn mình cũng biết lễ Giáng sinh nữa, cho nên mình có thể giới thiệu về Chúa cho bạn, hoặc là mời bạn đến nhà thờ để dự lễ Giáng sinh, và qua đó bạn biết về Chúa Giêsu, tin Chúa. Các em tự ghi những cái cơ hội mà mình có thể giới thiệu về Chúa cho những người chung quanh mình ha. Rồi, mình ghi ra lời cầu nguyện: cảm ơn Chúa yêu thương và cứu một người tội lỗi như em. Xin Chúa giúp con dạn dĩ nói về Chúa cho mọi người chung quanh con. Nhất là các bạn của con. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện nhé. Chúng ta tận dụng luôn cái câu đầu tiên, sửa chữ em thành chữ con để thành lời cầu nguyện của chúng ta luôn. Con cảm ơn Chúa yêu thương và cứu một người tội lỗi như con. Xin Chúa giúp con dạn dĩ nói về Chúa cho mọi người chung quanh con, nhất là các bạn của con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.